Hãng tin TASS hôm 8 tháng 9 cho biết buổi lễ hạ thủy đã được tổ chức ở Triều Tiên với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo các báo cáo, đây là tàu ngầm đầu tiên của Triều Tiên mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo bản tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên, lễ hạ thủy đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 9. Ông Kim Jong-un cho biết tàu ngầm mới này sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi. Tàu ngầm này mang tên Anh hùng Kim Côn Ốc sẽ báo trước sự khởi đầu của một chương mới trong việc củng cố lực lượng hải quân của Triều Tiên. Thông báo này được đưa ra sau khi Triều Tiên cho biết họ đã mô phỏng một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân nhằm cảnh báo Mỹ về nguy cơ chiến tranh hạt nhân và nhằm đáp lại các cuộc tập trận chung do Mỹ và Hàn Quốc tiến hành từ ngày 31 tháng 8.